Dĩ nhiên bất ngờ lộ vòng hai to bất thường, khiến người hâm mộ cho rằng bà xã anh Tú có tin vui. Vừa qua, một người bạn của Diệu Nhi bất ngờ đăng tải đoạn clip nữ nghệ sĩ trong phòng tập gym ngồi chờ ông xã anh Tú đến đón. Đáng chú ý, trước khi ra về, Diệu Nhi trùm áo kín bưng lại để lộ khoảnh khắc vòng hai lớn bất thường. Ngay lập tức, người hâm mộ đặt nghi vấn Diệu Nhi có tin vui, gửi nhiều lời chúc mừng đến nữ diễn viên. Thế nhưng trên thực tế, rất có thể vòng hai Diệu Nhi khác lạ là do nữ diễn viên đã nhét đồ vào bụng để tiện di chuyển thay vì phải tay xách nách mang. Bằng chứng là trong đoạn video tập luyện trước đó, Diệu Nhi vẫn khoe vóc dáng vô cùng mảnh mai. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nếu Diệu Nhi có tin vui thì diễn viên sẽ không tập luyện bài tập nặng ảnh hưởng đến thai nhi. Trước đó Diệu Nhi cũng không ít lần vướng tin đồn mang thai khi liên tục diện váy suông rộng giấu vóc dáng. Nữ diễn viên còn có cách đi đứng vô cùng từ tốn. Ngoài ra khi chụp ảnh, bà xã anh Tú cũng chỉ hé lộ phần cận mặt hoặc nửa người. Với lộ chi tiết đặc biệt này, netizen cho rằng Diệu Nhi và anh Tú sắp đón thêm tình vui mới. Với loạt chi tiết này, netizen cho rằng Diệu Nhi và anh Tú sắp đón thêm thành viên mới sau hơn nửa năm về chung nhà. Giữa lúc mạng xã hội xôn xao, Diệu Nhi đăng tải loạt khoảnh khắc tập thể dục chăm chỉ, khéo khoe vòng hai không chút mỡ thừa, ngầm phủ nhận tin đồn mang bầu. Hồi tháng 8/2021, Diệu Nhi vướng nghi vấn để sinh con khi lộ bức ảnh được cho là cùng anh Tú đi khám thai. Cùng thời điểm này, người hâm mộ cũng phát hiện Diệu Nhi thường xuyên che chắn vòng hai, ngoại hình thay đổi rõ khi xuất hiện các vlog. Đến cuối tháng 9/2021, Diệu Nhi vô tình đăng tải bức thư cảm ơn các dòng chữ: gửi chị Nhi và gia đình lời chúc ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ. Tuy nhiên sau đó Diệu Nhi đã xóa đi và không chia sẻ vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.